Xin chào các bạn. Hiện nay Trung Quốc đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Campuchia. Nguồn vốn này đã tạo nên những thay đổi lớn về kinh tế, cũng như gia tăng tầm ảnh hưởng của quốc gia tỷ dân tại đất nước chùa tháp. Nó cũng khiến cho mối quan hệ giữa hai bên vì thế mà gắn kết hơn bao giờ hết. Nhờ nguồn đầu tư khổng lồ từ đại lục, Campuchia đã xây dựng rất nhiều công trình quy mô lớn như khu phức hợp Darasakor, tòa tháp đôi cao nhất thế giới, sân vận động quốc gia Campuchia hay đặc khu kinh tế Sihanoukville. Và sắp tới đây là công trình gây tranh cãi mang tên kênh đào Phù Nam. Chưa dừng lại ở đó, cách đây vài năm, ngay tại huyện Orain của tỉnh Mondulkiri, nơi cách biên giới Việt Nam chỉ vài km, Trung Quốc cũng đầu tư khoảng 80 triệu đô la để xây dựng một sân bay quốc tế. Tuy nhiên cho đến nay, công trình này chỉ tồn tại với những cột hàng rào bê tông bao quanh một khu đất, bên cạnh những mảng vườn của người dân bản địa. Vậy tỉnh Mondulkiri có tiềm năng gì mà Trung Quốc lại đổ tiền xây dựng sân bay? Và tại sao công trình này lại bị trì hoãn? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Địa lý tự nhiên. Tỉnh Mondulkiri còn được gọi là Ngọc Bài dưới thời nhà Nguyễn. Đây là một tỉnh phía đông của Campuchia. Trong đó phía tây giáp tỉnh Kratie, phía bắc giáp tỉnh Ratanakiri, phía đông bắc giáp tỉnh Stung Trang, còn phía đông và nam giáp tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước của Việt Nam. Tên gọi của tỉnh có nghĩa là ngọn núi Mạn Đà La trong tiếng Khmer. Biểu tượng của tỉnh là bò sám, cũng là quốc thú của Campuchia. Với diện tích 14.288 km2 thì đây là tỉnh có diện tích lớn nhất ở đất nước chùa tháp. Đồng thời với dân số là 93.000 người thì tỉnh Mondulkiri cũng là địa phương có mật độ dân số thưa thớt nhất khi chỉ có khoảng 6 người trên 1 km2. Hiện nay tỉnh này được chia thành 5 đơn vị hành chính, trong đó thành phố Sen Monorom nằm ở phía đông nam của tỉnh là thủ phủ. Nơi đây cách thủ đô Phnom Penh 240 km về phía đông bắc, trong khi nó chỉ cách thành phố Buôn Ma Thuột, thủ phủ của tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam, chưa đầy 100 km về phía tây. Mặc dù không thể ngang bằng so với Đà Lạt, nhưng Sen Monorom thường được ví như Đà Lạt của Campuchia khi nó có khí hậu mát mẻ hơn hẳn so với Phnom Penh và nằm ở độ cao khoảng 800m so với mực nước biển. Chính vì vậy, trong tiếng Campuchia, thành phố Sen Monorom có nghĩa là nơi mát mẻ, vui chơi. Chưa kể, Sen Monorom cũng được người Pháp tìm ra nên nó hao hao Đà Lạt, chỉ có điều là chưa phát triển và còn giữ nguyên nét hoang sơ. Bao quanh nó cũng là thấp thoáng những khu rừng thông, những đồi cỏ lau, trông giống như một thảo nguyên thực thụ. Đối với dân khoái chụp ảnh, thích selfie, tới đây thì chỉ có mỏi tay mà bấm máy, chứ không phải chen chúc trên một vài vạt cỏ lau bé nhỏ còn sót lại ở vùng ven Đà Lạt. Đặc biệt là việc cắm cái lều mà ngủ đêm tại đây thì chẳng còn gì sướng hơn đối với dân đam mê phượt. Do nằm ở khu vực cao nguyên Đông Nam với độ cao trung bình từ 200 đến 1.000m, nên địa hình của tỉnh Mondulkiri chủ yếu là đồi núi và những con sông chảy qua đây tạo ra nhiều con thác lớn. Trong đó, nằm ở địa phận huyện Pichinda, cách tỉnh lỵ Sen Monorom khoảng 43 km và chỉ cách biên giới Việt Nam 15 km, chính là thác Bo Sra. Con thác này mang một nét đẹp thiên nhiên kỳ thú. Từng được mệnh danh là ngọn thác đẹp nhất trong vùng, Bo Sra đã trở thành niềm tự hào của người dân bản địa và là một trong những điểm du lịch thu hút rất đông du khách tìm tới mỗi năm. Toàn bộ thác Bo Sra có 3 phần đoạn, mỗi đoạn cách nhau khoảng 150m. Tại hai khu vực thác đầu tiên, du lịch sinh thái đã được đưa vào khai thác nên luôn có nhiều khách du lịch lui tới. Tại đây, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh hết sức kỳ vĩ do dòng nước tạo ra. Còn đoạn thác thứ 3 được biết đến như một khu vực nguyên sinh và du khách được khuyến cáo là không nên tới đó do nó có dòng chảy mạnh, cây cối quanh năm rậm rạp và đặc biệt là có nhiều động vật hoang dã sinh sống. Thác Bo Sra có độ cao từ 18 đến 25m tùy theo mùa mưa hoặc mùa khô. Đến đây, du khách như lạc vào một thế giới khác, một thế giới huyền ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhiều người còn gọi đây là tuyệt tác của thiên nhiên và đất trời, với vẻ đẹp nên thơ của thác nước trắng xóa, cuồn cuộn chảy xiết qua những vách đá gập ghềnh, vừa tung bọt vừa tạo âm thanh trầm bổng vang vọng giữa thiên nhiên kỳ vĩ. Bên cạnh thác Bo Sra, trong địa phận tỉnh Mondulkiri còn là nơi tọa lạc của thác Chrey Thom. Đây là một trong những điểm đến tuyệt vời ở Campuchia với sự hùng vĩ của thiên nhiên. Tùy vào mùa mưa hoặc mùa khô mà lượng nước đổ xuống có sự thay đổi ít hay nhiều. Nếu như vào mùa khô, thác có chiều cao chừng 15m, đường kính 2m, thì đến mùa mưa, thác cao 11m và đường kính lên đến 8m. Có thể nói nơi đây được thiên nhiên khá ưu ái khi sở hữu phong cảnh thanh bình, nhưng cũng đầy những điều kỳ thú, với các ngọn đồi nằm ẩn hiện sau mảnh rừng dày đặc và thác nước đổ ầm ĩ ngày đêm. Thác nước này cách trung tâm thị trấn khoảng 43 km. Để đến đây, bạn cần phải trải qua cả một hành trình khám phá đầy thách thức.
nhưng đối với những ai yêu thích sự mạo hiểm và khám phá thì nó lại là điểm đến lý tưởng nhất, nơi bạn có thể trải nghiệm việc băng rừng, lội suối và chinh phục những ngọn đồi treo leo, để rồi phần thưởng cuối cùng cho hành trình ấy là được chiêm ngưỡng một bức tranh thiên nhiên ấn tượng khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Bên cạnh các thác nước, tỉnh Mondulkiri cũng là địa phương có diện tích rừng lớn nhất ở Campuchia. Do nạn phá rừng ngày càng gia tăng, nên vào năm 2002, chính phủ Hoàng gia Campuchia đã thành lập các khu vực được bảo vệ với mục đích chính là bảo tồn nguồn gen thực vật và động vật hoang dã. Hiện nay, theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, thì rừng phòng hộ Mondulkiri là một trong những rừng hoang dã lớn cuối cùng ở châu Á. Do phong cảnh phong phú trải dài trên một diện tích 4.300 km2, nên nơi đây thường được gọi là Serengeti của châu Á. Đồng thời, Mondulkiri được xác định là địa điểm đắc địa để thả hổ về tự nhiên. Bắt đầu vào năm 2005, dự án cảnh quan khu vực phía đông nằm ở phía đông bắc Campuchia, bao gồm hai khu vực được bảo vệ là rừng phòng hộ Mondulkiri và khu vực bảo tồn động vật hoang dã Phnom Prich. Cả hai khu vực này đều thuộc 200 vùng sinh thái quan trọng nhất về mặt sinh học trên thế giới. Hiện nay, cảnh quan khu vực phía đông đất nước Chùa Tháp là một trong những khu rừng khô và bán thường xanh trải dài liên tục lớn nhất ở Đông Nam Á. Hầu hết các loại cây ở đây đều có ít giá trị thương mại do chúng có đường kính nhỏ và khoảng cách rộng. Mặc dù có một số loài gỗ quý, nhưng các mảng rừng thường nằm rải rác và ở những nơi xa xôi. Người dân địa phương thường khai thác cây tre để xây dựng, còn các lâm sản ngoài gỗ như nhựa và hạt gỗ tạo thành nguồn tài nguyên quý giá quan trọng. Cũng nhờ có diện tích rừng khá lớn, nên Mondulkiri còn có thung lũng voi Semonorom do Eli thành lập vào năm 2007. Đây là một tổ chức phi chính phủ địa phương có trụ sở tại tỉnh Mondulkiri. Mục đích của tổ chức này là nhằm tạo ra ngôi nhà cho những chú voi bị thương và làm việc quá sức. Bên cạnh đó, nó còn bảo tồn môi trường sống tự nhiên và hỗ trợ người dân địa phương chăm sóc loài voi hoang dã. Ngoài ra, Eli còn mang lại việc làm và đào tạo nghề cho các cộng đồng dân tộc thiểu số như người Mơ Nông, Phở Non và Hờ Mông. Trong 10 năm qua, thung lũng voi Semonorom đã nỗ lực để phát triển tốt nhất việc bảo tồn chăm sóc voi nuôi ở Campuchia. Nó còn là khu bảo tồn loài voi đầu tiên ở châu Á với diện tích hơn 1.500 ha, bao gồm những cánh rừng, sông, đồng cỏ và rừng tre. Mỗi chú voi ở đây có nhiều không gian hơn bất kỳ khu vực bảo tồn nào khác. Từ đó chúng có thể đi lang thang tự do trong môi trường sống tự nhiên. Tình hình dân cư. Là một địa phương miền núi và cao nguyên ở phía đông bắc Campuchia, nên Mondulkiri có tới 80% dân số là người dân tộc thiểu số. Trong đó, người Mơ Nông là nhóm dân tộc đông đảo nhất, 20% còn lại là người Campuchia, người Hoa và người Chăm. Theo một số tài liệu, thì người Mơ Nông đã sống ở khu vực tỉnh này từ khoảng 2.000 năm trước. Giống như những dân tộc khác trong tỉnh, người Mơ Nông cũng bị di rời vào những năm 1970 dưới chế độ Khmer Đỏ để tới những khu vực có thể canh tác lúa nước. Ước tính trong giai đoạn này, khoảng một nửa dân số Mondulkiri đã chết và những người còn sống sót thì đã được phép quay trở lại làng và cuộc sống truyền thống của mình vào những năm 1980. Cho tới hiện nay, mặc dù càng ngày càng có nhiều ngôi nhà được xây dựng theo phong cách Khmer, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy những ngôi nhà Mơ Nông cổ với những chiếc chùm lớn được cho là đã hơn nghìn năm tuổi và những chiếc cồng chiêng truyền thống của dân tộc. Đây là những đồ vật có giá trị nhất của cộng đồng bản địa, cả về mặt truyền thống lẫn tinh thần cũng như vật chất. Trong chế độ Khmer Đỏ những năm 1970 thì các hiện vật này được chôn giấu trong rừng, vì vậy mà họ vẫn còn lưu giữ được cho tới ngày nay. Đối với tôn giáo thì hơn 70,4% dân số ở Mondulkiri theo Phật giáo Nguyên Thủy, khoảng 4,4% dân số theo Đạo Hồi, họ là những người thuộc dân tộc Chăm, trong khi những người theo Cơ Đốc giáo chỉ chiếm 0,1%, còn lại là những người theo tôn giáo khác và tín ngưỡng truyền thống. Trải nghiệm tóc nam hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại Barbershop. Combo cắt gội 10 bước đồng giá cả tuần chỉ 120k. Dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao. Combo cắt gội 10 bước chỉ 120k. Điều kiện kinh tế của tỉnh Mondulkiri. Mặc dù hiện nay những dữ liệu về kinh tế của tỉnh Mondulkiri vẫn chưa được công bố rộng rãi, nhưng nhìn chung thì đây là một địa phương chậm phát triển của Campuchia. Hiện đa số người dân bản địa của tỉnh này là nông dân tự cung tự cấp. Họ trồng lúa và các loại nông sản khác như trái cây, cà phê, các loại rau, đồng thời chăn nuôi ở quy mô nhỏ. Bên cạnh đó, họ cũng khai thác các sản phẩm của rừng để cải thiện đời sống. Nơi đây cũng có nghề sản xuất rượu gạo khá phổ biến, là một trong những loại rượu ngon nhất đất nước Chùa Tháp. Ngoài ra, người dân bản địa còn bán các sản phẩm thủ công như đồ trang sức, khăn quàng cổ và nông lâm sản cho khách du lịch. Tuy nhiên, để cải thiện và phát huy hết tiềm năng, chính phủ Campuchia đã đặt ra kế hoạch đưa tỉnh Mondulkiri trở thành trung tâm phát triển kinh tế xanh dựa trên tài nguyên thiên nhiên và nền văn hóa phong phú.
Trong tầm nhìn phát triển của tỉnh Mondulkiri đến năm 2040, các trụ cột của Mondulkiri cũng đã được xác định. Về nông nghiệp, tỉnh sẽ tập trung vào việc quy hoạch tốt các trang trại quy mô nhỏ, đồng thời phát triển một phần hoặc phát triển hơn nữa đất nông nghiệp trong các khu bảo tồn thiên nhiên nhằm đảm bảo tính bền vững của môi trường và hệ sinh thái. Bên cạnh đó là duy trì hiện trạng tự nhiên, thúc đẩy phát triển xanh và tái trồng rừng để góp phần giảm phát thải khí nhà kính và mức độ tác động đến biến đổi khí hậu. Hiện nay, cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh này. Theo Sở Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Mondulkiri, thì tính đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh Mondulkiri có khoảng gần 400 hộ gia đình và một công ty trồng cà phê trên diện tích khoảng 550 ha. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi nên sản lượng của tỉnh này luôn ở mức cao, từ đó góp phần ổn định sinh kế cho người dân. Cùng với cà phê thì bơ cũng là loại cây được người dân trồng rộng rãi. Mondulkiri là nơi duy nhất ở Campuchia có khí hậu thích hợp để cây bơ phát triển mạnh. Vụ thu hoạch tại địa phương này thường bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 5 và kéo dài cho đến tháng 8 năm sau. Nếu có dịp đến đây vào thời gian này, bạn sẽ tìm thấy bơ được bán trên tất cả con đường lớn của Semonorum. Bên cạnh đó, chính phủ Campuchia còn xếp Mondulkiri nằm trong tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt-Nam. Để đưa nền kinh tế phát triển sôi động, từ đó góp phần hội nhập với khu vực thì cần thông qua việc cung cấp dịch vụ vận tải, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới. Ngoài ra, với nguồn quặng đáng kể, tỉnh có thể phát triển ngành khai khoáng và công nghiệp nhẹ, đồng thời cần thúc đẩy thương mại kỹ thuật số và tận dụng tốt vai trò là cửa ngõ giao thương với Việt Nam. Campuchia cũng kỳ vọng thông qua quy hoạch tổng thể có thể đưa tỉnh Mondulkiri trở thành trung tâm du lịch sinh thái quốc tế và kinh tế ở khu vực Đông Bắc, thu hút khoảng 900.000 khách du lịch nước ngoài và hơn 2 triệu khách du lịch, mang lại doanh thu khoảng 500 triệu đô la cho nhà nước, gián tiếp là 1 tỷ đô la và tạo ra khoảng 80.000 việc làm vào năm 2035, đồng thời biến nó trở thành khu kinh tế thứ tư ở Campuchia sau khu kinh tế Sihanoukville, khu kinh tế Phnom Penh và khu kinh tế Siem Reap. Tuy nhiên, sau khi chính phủ hoàng gia Campuchia công bố kế hoạch phát triển Mondulkiri, thì nhiều người giàu và doanh nhân lớn đã đổ xô mua bất động sản tại khu vực này, đặc biệt là khu vực xung quanh thủ phủ của tỉnh, biến khu vực bình yên ngày nào trở thành nơi nham nhở các địa điểm du lịch và resort tự phát. Hạ tầng giao thông của tỉnh Mondulkiri. Mặc dù đã được cải thiện nhiều, song do là một tỉnh miền núi với điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế, nên hạ tầng giao thông của địa phương này vẫn chậm phát triển. Trong đó, quốc lộ 76 là tuyến đường huyết mạch, nó giúp kết nối tỉnh Kratie với tỉnh Mondulkiri ở phía đông bắc Campuchia. Dự án được tài trợ bởi khoản vay của Trung Quốc nhằm cải thiện tình trạng giao thông kết nối liên vùng ở Campuchia. Bên cạnh đó, để tăng cường khả năng kết nối và phát triển du lịch cho tỉnh này, quốc lộ 76 nối dài cũng được thi công vào năm 2016. Tuyến đường do Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc xây dựng với khoản vay ưu đãi dành cho người mua xuất khẩu do chính phủ Bắc Kinh cung cấp. Nó kéo dài trên địa bàn tỉnh Mondulkiri và tỉnh Ratanakiri ở phía đông bắc Campuchia, đồng thời nối quốc lộ 76 và quốc lộ 78 cùng với quốc lộ 8, cầu sông Mekong và cầu bắc qua sông Thole Sap, tạo thành mạng lưới đường bộ chính ở phía đông bắc đất nước Chùa Tháp. Các tuyến đường này rất cần thiết cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch sinh thái tại các tỉnh vùng đông bắc xa xôi. Bên cạnh đường bộ thì vào năm 2019, tỉnh này đã bật đèn xanh cho dự án sân bay Mondulkiri nằm về phía nam của Senmonorom. Theo đó, sân bay này được quy hoạch trên một khu đất rộng 300 ha, tương đương với khoảng 3 km2. Sau này mở rộng quy hoạch lên 600 ha. Nó nằm tại xã Senmonorom, huyện Oerang, ngay sát biên giới Việt Nam và có kinh phí hơn 80 triệu đô. Theo Ban Thư ký Nhà nước về Hàng không dân dụng Campuchia, dự án sân bay ở tỉnh Mondulkiri nằm trong chương trình xây dựng của đất nước nhằm thiết lập các tuyến bay với các trung tâm du lịch của các quốc gia khác trên thế giới và cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho ngành du lịch của đất nước Chùa Tháp. Dự án này được chính phủ Campuchia giao cho một công ty Trung Quốc là Power China International Group nghiên cứu và tiến hành xây dựng. Power China International Group cũng là bên thực hiện nhiều dự án lớn tại Campuchia như dự án đường cao tốc Phnom Penh-Prea Sihanouk hay dự án đường cao tốc Phnom Penh-Svay Rieng. Đánh giá về lợi ích của dự án sân bay này đối với sự phát triển của địa phương, tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri khi đó là ông Sai Somang khẳng định đây là sự kỳ vọng của cả lãnh đạo và nhân dân địa phương bởi vì sân bay này vừa mang lại lợi ích vừa khẳng định thành quả mới của tỉnh. Bên cạnh đó, sau khi nó được hoàn thành thì khách du lịch trong nước và quốc tế sẽ đến với tỉnh Mondulkiri nhiều hơn và tỉnh này là một nơi có rất nhiều tiềm năng du lịch, đồng thời các lĩnh vực khác cũng có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, tưởng tượng thường khác xa với thực tế. Theo tờ Nikkei Asia cho biết,
nhà đầu tư Trung Quốc cam kết tài trợ cho dự án xây dựng sân bay ở tỉnh Mondulkiri là Power China International Group, đã rút khỏi dự án hơn 80 triệu đô. Điều này đồng nghĩa với việc giấc mơ về một sân bay ở vùng đông bắc Campuchia đã rơi vào ngõ cụt. Theo tờ Cambodianist, lý do khiến Power China rút khỏi dự án là do gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, khiến công ty không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chính quyền Campuchia. Kể từ khi dự án được công bố vào năm 2019 đến nay, khu vực dự án sân bay Mondulkiri vẫn nằm im bất động. Dựa trên một số hình ảnh được công bố, thì khu vực này chỉ là vùng đất nông nghiệp được giải phóng mặt bằng, bao quanh là những hàng rào bê tông. Việc nhà thầu Đại Lục rút lui khỏi dự án khiến tiến độ triển khai xây dựng sân bay gặp nhiều khó khăn. Sau khi Power China rút lui, chính quyền Campuchia cho biết đang tìm kiếm nhà đầu tư mới, đồng thời ký kết thỏa thuận với một nhóm các nhà đầu tư khác để tiến hành nghiên cứu khả thi. Song tờ Nikkei Asia dẫn lời các nhà quan sát cho rằng tỉnh Mondulkiri là lựa chọn kỳ lạ để triển khai xây dựng một sân bay quốc tế với trị giá hàng chục triệu đô la. Như chúng mình đã nói ở trên, khu vực này chỉ là vùng đất hẻo lánh, thưa thớt dân cư, thậm chí thủ phủ tỉnh chỉ có hơn 13.000 người sinh sống. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng họ không thấy bất kỳ cơ hội kinh tế nào trong dự án sân bay Mondulkiri vì hiện nay nhu cầu đi máy bay nội địa của người Campuchia là rất thấp. Không chỉ riêng gì Mondulkiri, thời gian qua, Campuchia đã đón nhận làn sóng đầu tư nhộn nhịp vào các dự án cơ sở hạ tầng từ Trung Quốc theo sáng kiến vành đai và con đường. Nhưng rất nhiều trong số đó đã đi vào ngõ cụt hoặc không cho thấy hiệu quả tốt. Điển hình như là dự án sân bay quốc tế Siem Reap Angkor. Đây là một sân bay quốc tế cấp 4E. Với diện tích 750 ha thì hiện đây là sân bay lớn nhất của đất nước Chùa Tháp. Sân bay mới này được Bắc Kinh tài trợ như một phần của sáng kiến vành đai và con đường với chi phí đầu tư khoảng 1,1 tỷ đô và được điều hành cũng như quản lý bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Vận Nam. Sau khi hoàn thành, chính quyền Phnom Penh kỳ vọng nó sẽ là một động lực thúc đẩy nền kinh tế và hoạt động du lịch của tỉnh Siem Reap nói riêng và Campuchia nói chung, đồng thời góp phần mở rộng thêm mạng lưới sân bay tại đất nước Chùa Tháp. Tuy nhiên cho đến nay, sân bay mới khánh thành vẫn chưa thể giúp du lịch của tỉnh Siem Reap phục hồi trở lại về mức trước đại dịch COVID-19, dù đây là nơi tọa lạc quần thể di tích Angkor Wat nổi tiếng thế giới. Lợi ích dành cho nhà đầu tư vào dự án sân bay cũng chưa thực sự rõ ràng. Theo số liệu từ CEIC năm 2023, tổng cộng chỉ có khoảng 1,86 triệu lượt khách nước ngoài ghé thăm 3 sân bay chính của Campuchia, bao gồm sân bay quốc tế Phnom Penh, sân bay quốc tế Sihanoukville và sân bay quốc tế Siem Reap Angkor. Tính riêng tháng 1 năm 2024, chỉ có hơn 6.400 lượt khách đến sân bay Sihanoukville. Nikkei Asia cho biết, nếu sân bay ở ngay điểm đến du lịch hàng đầu còn gặp khó khăn, thì có rất ít lý do lạc quan đối với các dự án sân bay phục vụ vùng sâu, vùng xa như là Mondulkiri. Không biết chính quyền Phnom Penh khi đồng ý phê duyệt dự án đã nghĩ điều gì, nhưng trên thực tế, việc xây dựng sân bay ở một tỉnh xa xôi như Mondulkiri là điều không cần thiết, có thể gây lãng phí quỹ đất và nguồn tiền đáng kể. Và đó là một số thông tin về tỉnh Mondulkiri cùng với dự án sân bay quốc tế tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.